Quang đây xin chào cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên vào video này thì Quang đây cũng xin chúc cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, bình an và thành đạt trong cuộc sống. Hôm nay là mùng 5 tháng 5, là Tết nửa năm đó cô chú. Thì tại lò mổ này thì Quang đây đang giữ lại tất cả các bé mèo. Không biết là cô chú mình có chung tay để mà cứu các bé làm phước hay không. Tất cả các bé ở trong lò hiện tại là 12 triệu. Và đã có một mạnh thường quân của chị Quỳnh Thị Dư Quyên hỗ trợ cho 1 triệu rồi, còn thiếu 11 triệu nữa là mình có thể cứu mạng tất cả các bé mèo. Thì bên đây qua hôm nay sẽ quay hết tất cả các bé mèo cho cô chú mình xem nè. Đó, đây là một chuồng ha. Vậy con meo. Đó, mặt mày tấm lợn lắm lem. Đây cô chú. Đó, mình làm phước thì mình khỏi đi chùa cô chú ơi. Đó, cố ít lòng nhiều mỗi người tay chân để cho các bé được giống như là cho dù có chết đi nữa cũng chết được tòng thay cô chú. À, mình làm phước thì mình được phước cô chú. Đây là lò mổ cho cô chú. Hôm nay người ta thì ăn cơm đoàn viên, các bé thì lặng lẽ ở nơi này hết cô chú. Đó. Tính mạng không giữ được, nó mong cô chú thương xót cho số phận của các bé. Đó. Do các bé không nói được cho nên là Hoàng Đen thay mặt các bé truyền tải xin cô chú của ít lòng nhiều mỗi người một tay một chân coi như mình làm phước ha, cứu mạng cho các bé. Thì Quang Đen cảm ơn cô chú rất là nhiều. Tết nửa năm thì qua hôm nay cũng xin chúc cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, bình an và thành đạt hơn và vui vẻ may mắn hơn cuộc sống. Lúc nào cũng gia đình cũng sung dày sung túc ha. Qua đây cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã luôn ủng hộ cho máy ấm cũng như là yêu thương qua hồng đen và giúp đỡ cho các bé. Qua hồng đen cảm ơn cô chú rất là nhiều. Quang Đen không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Mong rằng Quang Đen sẽ cố gắng nhiều hơn để mà không phụ lòng của cô chú trên bước đường đi dạy cứu các bé cũng như là cứu mang các bé trong thời gian hiện tại cũng như là sau này. Quang Đen hy vọng rằng sẽ luôn được cô chú yêu thương và đồng hành để Quang Đen có thể đi trọn vẹn trên con đường thiện nguyện của mình. Rồi Quang Đen cảm ơn cô chú rất là nhiều. Hy vọng là sau cái video này thì các bé sẽ được giải cứu.